Quán này là quán ấy lần đầu tiên mình vào. Nhắc tên thì chắc là anh em cũng khá quen thuộc rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi vào Ninh Cảng. Tên này là tên của xe gì ta? Cái xe này nếu mà ở ngoài đời thì phiên bản rẻ nhất là bao tiền? Lò thế xếp mặt cười. Cái 100 mấy chục ca tỏi nó không phản ánh đúng được cái việc mà nick này là nick giấu tên gửi 10.000 livestream BV. Nick chuyên chinh phục những siêu phẩm anh em ạ. Ví dụ là có con Tony Cruz cộng 7 thế này. Đấy. Đấy, Chamukun cộng 7 này. Chắc là định lên 8. Đấy, một loạt hàng limit, ví dụ Best of World Cup limit này. Cua đá đỏ 10, Sosa 10. Team Best of World Cup phải toàn hàng limit luôn. Đây là một cái sơ đồ toàn cầu thủ limit. Cristiano Ronaldo limit luôn này. Ngoài ra thì có Beckham, Del Piero, Balak, Park Hee-sung. Đấy, những con Moment mà cộng 5 đô la, Moment cả 5 nữa. Netvet TM5. Còn Netvet này thì hiện tại cũng coi như là hàng limited nha anh em nhé. Hiện tại thì không thể mở ra và đổi được Netvet. Nó chỉ có trở trong cái sự kiện đua top hôm vừa rồi thôi. Đấy, hiện tại thì Chabungkun và Pavel Netvet đều là hàng limit ở server Việt. Đập được Pavel Netvet 5, tại sao đập được thì mình cũng bó tay đấy anh em ạ. Thể lực 144, quyết đoán 141, bình tĩnh 141 này. Thăng bằng 141, khéo léo 144. Của chỉ số quá gắt. Lực sút 144. Phải nồi thật. Con này mà lắp thêm cái máy cẩu nữa, nó bắn cho thì nát gáo mất. Xem Del Piero rồi. Del Piero thì sẽ nổi bật ở những cái chỉ số penalty, truyền ngắn, đá phạt, sút xoáy. Về độ cục xúc là không bằng Netvet. Thực ra thì tôi thích Del Piero, đáng ra phải cái chỉ số dứt điểm của Del Piero phải cho cao lên. Del Piero xứng đáng có được bộ chỉ số ngon hơn nữa. Dù sao nữa thì anh ấy cũng là một cái biểu tượng ở bóng đá Ý. Hai con này mỗi con là tính ra bao nhiêu tiền Việt anh em? Câu hỏi từ đầu chương trình. Đấy, thứ nhất là anh em like video đấy, sau đấy anh em trả lời cho tôi là cái Poacher 911 couple này cái phiên bản rẻ nhất là bao nhiêu tiền? Tôi hỏi anh em mà nãy giờ không thấy một ông nào trả lời. Đây con Beckham này ông King. Beckham này cũng dã man luôn. Con này chưa bao giờ mình đá. Mình mới đá đến Beck TM cộng 3 thôi. Đây là lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên luôn. Mình đá Seedorf Icon TM5 rồi này. Asian TM5 rồi này. Một số con khác nữa. Nhưng mà sau khi mà lục lại trí nhớ thì mình chưa đá con Beck bao giờ. Mình chưa đá bao giờ. Nhiều khi mà đá nhiều cũng không nhớ đâu các bạn. Đây con Balak này cho vào thì nó sẽ được 5 điểm team color nữa. Đây lại cũng Michael Balak đây, thằng quái vật. Balak là một sự nâng cấp cực kỳ lớn so với mùa thường nhé mọi người nhé. Nó cũng tương tự như Angry với lại là Kaka vậy. Balak mùa này nó xoay sở kinh hơn rất là nhiều. Mình đã từng đá Michael Balak Moment cộng 1 rồi, cho đá cam, rất là bá cháy. Tôi nhớ là nick này còn rất là nhiều siêu phẩm khác. Chắc là đẩy đi rồi. Chuyên gia chinh phục siêu phẩm. Hôm trước giải Galacticos tôi nhớ là có mấy con mà nó hiếm lắm anh em ạ. Ở nick này nó hiếm lắm ấy. Hôm nay lại đẩy đi rồi. Hay là đập Sita. Hay đập Sita. Juve này top 1 server chưa thì mình cũng không rõ đâu anh em ạ. Mình lại không phải là cái người mà thường xuyên đi soi top VIP các thứ. Thường là mình sẽ nhìn vào giá trị sử dụng. Mình không nhìn vào cái giá trị đội hình. Mà nick này đá mấy ngày không hết cầu thủ. Nếu mà ngồi làm content review thì chắc đá mấy ngày không hết cầu thủ. Cái gì? Sút bừa cũng vào á. Anh em cứ nói thế. Cũng phải có trình độ mới sút được chứ. Anh em cứ nói thế. Cũng phải có tờ rình mới sút vào được chứ. Rồi ok. Sửa sơ đồ A nhá. Mình sẽ dùng sơ đồ A0 đi. Rồi. Bây giờ chúng ta với một cái thanh bảo kiếm hàng top server Việt như thế này thì tôi là quyết định là sẽ đi tham khảo video này đằng Quack nó mới ra ngày hôm qua. Kiến thuật của cao thủ Quack. À, lúc nãy nó là lui về này. 64. À, truyền dài 46.
23 xu hướng trung bình. Trời. Ok nha, cái phần này nó là xẻ nách chạy chỗ luôn ở khu vực phía trên. À, thằng này là luôn hỗ trợ phòng ngự DF1 và xâm nhập vòng cấm xuống 32. Thằng này là xu hướng 32 và DS1. Này xu hướng 32 DS1. Rồi. À, thằng này xu hướng 33 không chỉnh gì cả. 33 không chỉnh gì luôn. Rồi. À, chú này là 33. À, chồng kia chồng cánh. 33 chồng cánh. Rồi. Hai thằng ở dưới này thì không có gì. Thằng ở dưới này để nguyên. Lưu. Đây là Alistair đầu công. Tức là lùa bóng là mình cứ cho nó thêm cái đánh chặn chủ động. Thế là xong. Công thì mình cứ để là cùng nhau gây áp lực. 8, 10. Đấy. Cướp được bóng thì mình sẽ để là cân bằng. Hoặc là chuyển trạng thái nhanh cũng được. Chuyển trạng thái nhanh cho đội bạn sợ. Đấy. Mình sẽ để là 80. Đấy. 33 tổng tấn công. Rồi. Sơ đồ thủ này, sơ đồ thủ để lui về thì ok, lui về cũng được. Đúng không? Nhưng mà xu hướng mình để ứng nước này. Xong. Chỉ như này thôi, như này là xong sơ đồ thủ rồi. Đấy, bây giờ vào xếp nhân sự nữa anh em. A few moments later. Ừ, khó mà nhét đủ cái đám này vào nếu như không hy sinh lương anh em. Hy sinh lương thì mới nhét được. Đấy là cái chức năng lương nó để kìm hãm những cái ông mà đội hình khỏe quá ấy. Đấy, kìm hãm bớt lại đội khỏe quá ấy. Chứ nick này mà cho hết ITM5 vào nó sút cho không mà dụng gôn, nên nó phải kìm hãm lại. Thua tu báo. Bạn này FD là thua tú báo rồi anh em. Quái giận. Nhưng mà FD lại còn vuốt mắng hoài chứ. Bị đéo chịu được. Đúng là tiền sút. FD mắng hoài. Vớ vẩn đéo chịu được. Alfonso Davy ZD chân phải ạ. À. Con này thì giá thị trường chuyển nhượng là 300 anh em. 300. ZD chân phải luôn. Hơi non. Kéo thêm tí lực nữa chắc là đẹp quá. Gạt cho nó vui thôi. Đấy. Cái đẹp mè nó đánh đầu vào là kỳ quắc rồi đấy. Mẹt vé. Ù rồi sút đi. Ui, quả đấy mà tham minh xanh có khi đội bạn lại niệm tiếp. Cần phải tham minh xanh luôn ạ. Cái thể loại nét vét này đóng bệnh thật. Không cần tham minh xanh luôn. Quả vừa rồi phải tham minh vàng xa một khúc. Nhưng mà vẫn khủng. Để cho mẹ nó chân trái. Ôi ôi. Sao quả nét vét nó đóng kiểu bệnh hoạn đấy nhỉ. Là đã bắt được chưa? Ui, bắt được. Nick này phải thêm mấy con lương 15 cộng 10. Đấy, xếp vào.
Sosa ghi bàn, Perisic cho tạt quả bóng. Những cái đường bóng mà mẹ biết đếm trống được. Quả này là tôi gạt Creative Run nhá. Tôi gạt phát cho con tiền đạo chạy đang cột xa xong rồi tạt. Đây. Sosa chạy cánh thoáng này. Tôi đã bảo với các bạn là Michael Ballack cho đá cam đánh đầu cực khét. Rồi. Tăng 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 tăng. Anh em thấy quả gạt Creative Run chuẩn chưa? Ui, chạy cột, trời ơi. Những pha dứt điểm của David Beckham. Dù mùa này là Cruz cũng là một Cruz ngon nhất rồi. Ballack. Michael Ballack đánh quả đầu khá khét. Nhưng mà đưa bóng đi trúng một dọc. Đổi người tay cầm anh thường dùng gì? Anh vẫn dùng cái nút đổi người bình thường ấy, nút L1 á. Thi thoảng anh mới dùng gạt cần thôi. Cũng không có bất kỳ một cái vận động viên nào gọi là nổi tiếng trên thế giới mà đá gạt cần 100% bằng cần đâu. Vẫn phải đổi người bằng phím. Bởi vì là mình không cần thiết phải chơi kiểu cực đoan như vậy. Cua đá đỏ. Ballack của thầy đẹp trai vừa lờ. Có phải của thầy đâu. Kia xa. Cái nick này nó khỏe quá. Thật sự là cái nhân sự thì chưa phải là fix lương. Nhưng mà có những cái vị trí nó cũng chưa được là chuẩn để đá xếp hạng. Nick này mang tính sưu tầm rất cao. Chưa phải là build chuẩn là xếp hạng nhưng mà nó cũng là quá khỏe luôn. Quá khỏe. Cái bọn Icon Moment 5 này công nhận nó kinh khủng thật. Kinh khủng quá. AI của nó quá tốt. Tự động pressing lấy bóng luôn. Cái chỉ số gốc nó quan trọng hơn là chỉ số bút. Đấy là cái mà mình vẫn khẳng định với các bạn lâu nay. Chính vì thế mà những cái con mà chỉ số nó cao ngay từ đầu ấy, là nó đá khét lắm. Nó mà thấy đéo là sút quả đấy ra ngoài. Đội bạn mà nó xuống được biên các bạn càng vội thì tỷ lệ các bạn để thủng lưới càng cao. Cứ đá từ từ thôi. Rất bệnh hoạn. Thì đứng cách khung thành có 7m. Nhưng anh vẫn FD. Trận này đội bạn buông xuôi rồi cho nên là nó cũng bị nhạt. Để FD cái cho đỡ nhạt. Game dễ đem chịu. Nhân sự thì chưa hẳn là để đá rank đâu anh ạ. Anh ấy hiện tại đang có 2 nick, số lượng cầu thủ kiểu như này. Tức là một nick như này là đều là những cái con back to back limit. Đấy, sưu tầm rất nhiều cầu thủ limit. Nhưng mà cầu thủ nó khét quá anh ạ. Cầu thủ thực sự là kinh khủng khiếp. Cho vào mấy quả mẹ net vét, FD cái thứ rồi. Còn Ballack FD tẩm mãi nổi. Đấy mà bởi vì là cầm cái nick này những cái cầu thủ như kiểu Pavel Nedved rồi Ballack các thứ rồi không FD phí quá anh ạ. Cầm bọn này mẹ nghiện. Vào chỉ có FD. Nó xịn quá. Cầu thủ thì tôi cũng đã review chỉ số cho anh em rồi. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình. Và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.